Xin chào các bạn, đây là chiếc Dell Adable XPS, chiếc máy tính siêu mỏng, thiết kế rất là lạ của Dell. Cái này mình đang ở hàng độc. Khi mà mở hộp ra, các bạn thấy là phần trên là cái máy tính và phần dưới là đựng phụ kiện. Nó giống như một ngăn tủ vậy, kéo ra. Ta có pin thêm, tức là theo máy đã có cục pin rồi nhưng mà đeo tặng thêm một cục pin to hơn, dung lượng cao hơn. Ta có cục adapter sạc đẹp hơn mấy cái adapter sạc khác của đeo nhiều. Rồi ta có một cái hộp đựng phụ kiện. Trong đây có cáp từ USB ra LAN rồi cáp ra màn hình. Dell Adamo XPS là chiếc máy tính xách tay mỏng nhất hiện nay. Nó mỏng bằng nửa cái chỗ mà mỏng, cái chỗ dày nhất của nó chỉ bằng nửa cái chỗ dày nhất của MacBook Air thôi, tức là chỉ khoảng một phân so với lại những cái điện thoại mỏng trên thị trường thì nó cỡ đó. Các bạn xem chiếc Motorola Mindstorm, chiếc này là chiếc smartphone mỏng nhất hiện nay. Xin lỗi, chiếc smartphone có bàn phím QWERTY ngang mỏng nhất hiện nay thì nó vẫn còn dày hơn cái Adamo này. Ngoài cái chuyện mỏng ra thì cái Dell Adamo XPS này có một thiết kế rất là lạ. Các bạn không thấy được đâu bàn phím đâu cả. Và cũng không có cách nào mở máy lên nếu không đọc hướng dẫn. Đây là cách mở máy. Khi ta vút nhẹ sang thì hai cái ngàm sẽ được mở ra. Và khi đó ta chỉ cần nâng cái máy lên. Thì ngay trong cái chỗ màn hình lõm vào một khoảng, các bạn thấy nó lõm vào một khoảng, thì khoảng đó bằng đúng cái khoảng thân máy. Thế đó, khi mà ta ấp máy lại thì sẽ tạo thành một mặt phẳng. Tuy nhiên bây giờ mình không có cách nào mình mở ra được hết, chỉ có cách là mình phải trượt lại cái phần cảm ứng trên này được mở ra. Bàn phím của Dell Adamo XPS là bàn phím full size và các phím được thiết kế tách rời, ở trên mỗi phím đều được phủ một lớp kim loại, nhìn rất là chắc chắn. Tuy nhiên có một khuyết điểm, đó là ở phím F và phím G chúng ta không thấy cái gồ, cái G nào đó để chúng ta nhận dạng được, bởi vì ở bất cứ bàn phím truyền thống nào ta đều có hai cái G để nhận dạng được, hai ngón trỏ để vào. Bàn lê chuột là bàn lê đa điểm và là bằng nhôm, cảm giác là rất là dễ chịu, lê rất là dễ dàng.